Tối ngày 10 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video gây xôn xao, netizen liên tục réo tên ca sĩ Trí Dân, sau khi theo dõi những hình ảnh này, trong clip, người xem chú ý đến một nhân vật mặc chiếc áo màu xanh lá có biểu hiện lờ đờ. Netizen cũng nhận ra bộ đồ người này mặc trong đoạn clip giống với trang phục của Chi Dân mặc trong hình ảnh bị chụp cùng chiếc que kiểm tra chất cấm được lan truyền vào tối ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa lên tiếng xác nhận về video này. Ngày 10 tháng 11, ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác bị lực lượng chức năng quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy nên đưa về trụ sở để làm việc. Cùng bị kiểm tra, phát hiện như nam ca sĩ còn có một số người khác. Vụ việc đang được công an quận Tân Bình mở rộng điều tra, chưa cung cấp thông tin kết quả xử lý. Chi dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989 tại Kiên Giang. Năm 2013, chi dân bất ngờ nổi lên sau ca khúc mất trí nhớ. Một loạt các sản phẩm được ra mắt sau đó như người tôi yêu, điều anh biết làm vợ anh nhé, được nhiều người đón nhận và chi dân có cho mình lượng fan đông đảo. Mạng xã hội những ngày qua bùng nổ vì hai cái tên Trì Dân và An Tây. Người mẫu Tây Ban Nha Andrea Aiba bị công an tạm giữ để điều tra liên quan đến ma túy. Sự việc khiến cư dân mạng dậy sóng vì dù việc nghệ sĩ dính dáng đến tệ nạn xã hội không lạ, nhưng cũng khiến không ít người thất vọng. Trước đây, công chúng từng nhiều lần chứng kiến những người nổi tiếng có dính dáng đến ma túy. Nghệ sĩ Hiệp Gà bị kết án 2 năm tù vì tội tàng trữ heroin. Ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh án 13 năm tù vì tội giết người. Trước đó, Châu Việt Cường bị ảo giác do sử dụng ma túy. Năm 2023, diễn viên Trần Hữu Tín, diễn viên Hải Hữu Tín đã bị kết án 7 năm 6 tháng tù về tội, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng cũng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Mới đây nhất vào tháng 6 năm 2024, ca sĩ Chu Bin, tên thật là Chu Đăng Thanh, cũng bị công an tạm giữ cùng một số người khác vì nghi vấn liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, dù chưa bị sờ gáy, nhưng những tin đồn nghệ sĩ này ngôi sao nọ có đập đá, chơi đồ, phê thuốc vẫn được dỉ tai nhau từ trong giới đến ngoài giới. Trước khi bị phát hiện liên quan đến chất cấm, những cái tên này đều là những người có tên tuổi của showbiz Việt, được khán giả thừa nhận. Thay vì dùng tài năng của mình để cống hiến cho xã hội hoặc làm gương cho fan, giới trẻ, không ít người đã rơi vào con đường xa ngã. Họ trượt dài trong lối ăn chơi xa đọa khán giả thất vọng, sự nghiệp tiêu tan là điều dễ thấy. Khi những sự việc tệ hại này xảy ra, mạng xã hội cũng nổ ra những cuộc tranh cãi. Bên cạnh nỗi thất vọng ê chề, cũng có những ý kiến đồng cảm rằng do áp lực của công việc khiến cho nhiều nghệ sĩ yếu tâm lý tìm quên nơi bà tiên đầu. Mới đây, lượt tìm kiếm từ khóa ca sĩ tri dân trên các nền tảng mạng xã hội bỗng nhiên tăng vọt. Cái tên ca sĩ tri dân đang trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm, trước đó anh vướng không ít độ nào. Tri dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989, quê ở Kiên Giang, anh từng là thành viên nhóm nhạc Hero. Sau khi rời nhóm, tri Dân đi hát solo. tri Dân bắt đầu được đông đảo khán giả trẻ chú ý khi cover lại ca khúc từng được mệnh danh là Thảm họa Idol, mất trí nhớ của Nguyễn Hồng Quang. tri Dân còn là nhạc sĩ, anh là tác giả của bản hit Anh muốn em sống sao do Bảo Anh thể hiện, giả vờ nhưng em yêu anh do Miu Lê trình diễn. Loạt ca khúc đình đám của tri Dân còn gồm Điều anh biết, có được không em, 1, 2, 3, 4, yêu từ phía xa. Tri dân từng trở thành tâm điểm của dư luận khi khán giả cho rằng anh viết lại lời Việt cho ca khúc nhạc hoa Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi, sát nghĩa tới mức thô thiển. Một số câu hát trong bài như Phòng em tôi đã từng nằm, uống ly nước em uống thừa, ăn cơm em bỏ dở. Tri dân vướng không ít ổn nào. Tháng 4 2023, cư dân mạng lan truyền hình ảnh một người đàn ông tóc nhuộm vàng, tay có nhiều hình xăm được cho là làm việc với cơ quan chức năng. Nhanh chóng, nhiều người déo tên tri dân. Sau khi liên tục bị nhắc đến trên trang mạng xã hội, Chi Dân đã livestream, nam ca sĩ không đả động đến những đồn đoán, Chi Dân chỉ cho biết sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian qua anh sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm khán giả dành cho mình. Chi Dân xin lỗi khán giả, mong khán giả bỏ qua, thông cảm cho anh quay lại lần này. Bên cạnh đó, nam ca sĩ hứa rằng bản thân sẽ thay đổi, sống nghiêm túc với nghề. Năm 2014 trong một chương trình hẹn hò Chi Dân tỏ tình thành công hot girl Milan, đến năm 2019 tham gia người ấy là ai mùa 2. Milan kể rằng năm năm trước cô hẹn hò với một nam ca sĩ, tên của anh có một chữ Y. Năm đầu tiên cả hai rất mặn đồng, đến năm thứ hai Milan phát hiện bạn trai bắt cá nhiều tay, ngay sau đó chỉ dần đã bị déo tên. Ngày 10 tháng 11, công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ ông Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, ca sĩ Trì Dần cùng một số người khác nghi liên quan đến ma túy. Trước đó, ca sĩ Tri Dân và một số người khác bị lực lượng chức năng quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa điểm trên địa bàn nên đưa về trụ sở để làm việc. Tối ngày 9 tháng 11 và dạng sáng ngày 10 tháng 11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Tri Dân cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Hình ảnh này được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Fmovies, website phim lậu với hơn 50.000 phim hơn 6,7 tỷ lượt truy cập vừa bị Công an thành phố Hà Nội đánh sập. Ngày 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa đánh sập website phim lậu cực lớn với khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc website app Movie thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập trong 6 tháng đầu năm 2024 có hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm điện ảnh của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, MPA, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh. Qua trao đổi với đại diện một số cơ quan an ninh, cơ quan liên quan của Hoa Kỳ xác định hệ thống website movie đang có khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có rất nhiều phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) đang được bảo hộ. Hệ thống website movie có quy mô trình chiếu trái phép các phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) đến người dùng trên toàn thế giới. Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định thông tin lai lịch của các đối tượng phạm tội, đồng thời thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng. Xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu tạo lập, điều hành quản lý hệ thống website Fmovies là Phan Thành Công sinh năm 1990 ở tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã từng bị xử lý hành chính về tội danh tương tự và Nguyễn Tuấn Anh cùng sinh năm 1990 trú ở phường Mộ Lào với vai trò là giúp sức, là người sao chép đăng tải trái phép các phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ MPA lên website Movies và các trang vệ tinh. Cơ quan công an làm rõ, từ năm 2016 đến tháng 8 2024, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội thu lời bất chính hàng trăm nghìn USD. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh về hành vi vi phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan quy định tài khoản 2, điều 225 Bộ luật hình sự. Ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội điều tra khởi tố vụ án liên quan đến website App và các trang thông tin truyền thông trên thế giới, Hoa Kỳ, Anh đã có nhiều bài viết về việc công an Việt Nam đã đánh sập hệ thống website App chiếu phim lậu lớn nhất thế giới. Liên minh sáng tạo và giải trí (ICE), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ MPA đánh giá cao và gửi lời thư cảm ơn công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công hệ thống website app movie. Trước đó, theo Hollywood Reporter, Liên minh chống vi phạm bản quyền gồm các hãng phim lớn ở Mỹ và trên toàn cầu tuyên bố app movies đường dây phát tán trực tuyến nội dung bất hợp pháp, gọi chung là phim lậu, bị triệt phá. Theo thống kê của Liên minh sáng tạo và giải trí (ICE) AppMovies và loạt website vệ tinh thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập tính từ tháng 1 2023 đến tháng 6 2024. Năm 2023, AppMoviesJet.to xếp thứ 280 trong danh sách website phổ biến nhất thế giới. Theo dữ liệu của SimilarWeb, dựa trên số liệu liên minh này gọi hành vi của AppMovies và các trang vệ tinh là hoạt động phát trực tiếp vi phạm bản quyền lớn nhất thế giới.